Xin chào mọi người, rất là vui là hôm nay được chia sẻ về một cái chủ đề là một cái công trình văn phòng do chính Tuấn làm quản lý dự án. Văn phòng là Broder, là một văn phòng đại diện của Broder tại Việt Nam. Hiện tại văn phòng này kinh doanh hai cái ngành chính, một á, là cung cấp máy in, hai là cung cấp về máy thêu và máy in trên vải, trên mọi chất liệu. Để sơ một cách tổng quan cho mọi người hiểu về một cái văn phòng hiện đại là một văn phòng như thế nào. Như chúng ta thấy thì theo một cách truyền thống, những văn phòng tại Việt Nam, những văn phòng mình nghĩ mình vào đó mình chỉ để làm việc thôi. Ngày 8 tiếng và hết giờ mình về, mình sẽ tập trung vào công việc. Mình sẽ không có những cái hoạt động như là teamwork hay là chúng ta giải trí hay là chúng ta relax, tạo ra cái tính kết nối trong văn phòng. Với một văn phòng này thì Decode mang đến một văn phòng hiện đại, xu hướng một văn phòng theo một cái cách thiết kế mới, một không gian làm việc đặt nặng cái tính thẩm mỹ, cái sự linh hoạt, cũng giống như là tích hợp đa dạng cái chức năng công năng trong văn phòng đó. Nói một cách tổng quan thôi, chúng ta sẽ có ba yếu tố chính. Đầu tiên là tính thẩm mỹ. Tính thẩm mỹ được thể hiện ở cái phong cách thiết kế cho văn phòng. Thì tùy thuộc vào những cái văn hóa, những cái yêu cầu của công ty về ngành nghề, về những đối tượng khách hàng mà Decode sẽ thiết kế những cái phong cách phù hợp với lại cái đối tượng khách hàng đó. Thứ hai là sự linh hoạt. Các bạn biết đó, một văn phòng thì chúng ta cần có nhiều không gian để mà chúng ta làm việc thật sự là linh hoạt. Có nơi chúng ta làm việc, có nơi chúng ta trao đổi nhóm với nhau, có nơi chúng ta relax, chúng ta cà phê hay chúng ta tiếp khách. Rất là nhiều cái chức năng, những cái yêu cầu, những cái sự kiện đáp ứng được cho cái người chủ doanh nghiệp cũng giống như là cái người nhân viên và khách hàng khi mà đến cái văn phòng đó. Chắc chắn rằng cái sự tiện nghi và tối ưu hóa cho cái cách sắp xếp không gian nó cũng rất là quan trọng khi mà chúng ta đặt nặng, đề cao cái sự linh hoạt trong cái cách sắp xếp văn phòng. Cuối cùng là ánh sáng và không gian mở. Mọi người biết đó, ánh sáng chúng ta sẽ không quá lạm dụng vào cái ánh sáng nhân tạo, tại vì ánh sáng nhân tạo thực sự nó không tốt. Nên thiết kế một cái văn phòng không gian mở và ánh sáng thật sự là nó tràn ngập những cái ánh sáng tự nhiên. Khi chúng ta làm việc thì nó sẽ tốt hơn cho sức khỏe, cũng giống như là sẽ tạo ra được một cái nguồn năng lượng, một cái tính sáng tạo, chúng ta cảm thấy làm việc nó thoải mái hơn. Đó là một cái rất là tổng quan về một cái văn phòng hiện đại. Nếu mình nói về cái tính linh hoạt, đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái cách mà sắp xếp mặt bằng. Mình bố trí cái mặt bằng thì như cái đề bài mà khi mà nhận từ khách hàng, cái không gian văn phòng mà kết hợp rất là nhiều những cái yếu tố, những cái chức năng ở đây. Đầu tiên thì khách hàng muốn đây là một cái trung tâm trải nghiệm. Khách hàng và đối tác đến, họ có thể trải nghiệm được một sản phẩm máy in, một sản phẩm máy thêu, máy dệt, từ cái khâu bắt đầu đến cái khâu thành phẩm nó như thế nào. Và đó là cái mà cái người giám đốc, cái người chủ doanh nghiệp muốn cho khách hàng thấy được cái quá trình, cái nỗ lực để mà hoàn thành được cái sản phẩm. Thứ hai là cho sẽ nói về đây là một cái nơi mà thường xuyên sẽ tiếp khách. Cái người mà chủ doanh nghiệp ở đây thì họ sẽ tiếp rất là nhiều những cái khách hàng từ lớn đến nhỏ, những cái đối tác, những cái đại lý nhỏ đến đây để mà kết nối và làm việc. Mình còn mang đến một cái không gian thật sự là mang tính kết nối. Tuấn làm layout lúc đầu cũng suy nghĩ ở đây mình làm có phải là showroom hay không? Có phải là một cái showroom hay không? Hay là một cái nơi mà tiếp khách cà phê? Tuấn kết hợp giữa hai yếu tố luôn. Khi khách hàng đến đây thì sẽ cảm thấy rằng từ lúc bước vào sảnh đến cái lúc mà trải nghiệm sản phẩm và sau đó ngồi nghỉ, giao tiếp, cà phê, giải lao, tất cả mọi thứ nó diễn ra rất là thoải mái và thật sự rất là riêng tư. Thì đó là cái cách mà Tuấn làm layout. Như Tuấn nói ngay từ đầu thì đây là một văn phòng Broder làm về máy in. Như chúng ta thấy đó, chúng ta nghĩ là một cái ngành nghề công nghệ là một ngành nghề rất là khô cứng, nó rất là máy móc. Và ở đây là một ngành nghề về máy in nữa. Thì không nhất thiết máy in là chúng ta phải bố trí rất là nhiều những cái màu sắc, mà xử lý một cách khéo léo làm sao đưa những cái cách sắp xếp vật dụng cũng yếu tố về màu sắc nó tràn dàn tải trong không gian. Khi vào không gian thì cảm thấy đây là một cái không gian nó một cách rất là khéo léo để làm cho cái người khách hàng, một cái người nhân viên họ vào đây họ cảm thấy họ đang sống và làm việc trong một cái không gian. Cái yếu tố về cái văn hóa, cái phong cách và cái tầm nhìn của công ty nó đặt lên hàng đầu. Chúng ta không nhất thiết là chúng ta ngồi ở một cái bàn làm việc, chúng ta có máy tính, rồi chúng ta có những cái sổ tay, có những cái văn bản nó rất là nhàm chán. Thay vào đó thì Tuấn truyền tả vào trong cái không gian là chúng ta sẽ có những cái nơi chúng ta có thể làm việc tự do được. Bất cứ nơi đâu trong văn phòng cũng có thể làm việc tự do được. Như vậy sẽ kích thích được ý thức làm việc, cái sự sáng tạo trong cái không gian đó. Tại sao một không gian văn phòng mà mình lại sắp xếp rất là nhiều những cái vật dụng, bàn ghế, những cái hình thái nó linh hoạt như vậy? Đối tác có đưa ra một cái yêu cầu là trong không gian khi cần thì nó dùng để làm việc,
Nhưng mà khi có tổ chức những cái sự kiện, những cái buổi training thì mọi thứ nó sẽ được mua đi, nó sẽ được sắp xếp theo những cái kịch bản, theo những cái cách sắp xếp linh hoạt khác nhau để đáp ứng được cái nhu cầu khi còn. Và ở đây văn phòng Roder 2 tầng có đến 700m2, nhưng mà thật sự cái số lượng nhân viên làm việc ở đây chỉ khoảng tầm dưới 50 người thôi. Người khách hàng này là đang ưu tiên vào cái sự thoải mái khi làm việc, ưu tiên vào những không gian chung, những không gian tạo tính kết nối hơn là một cái văn phòng truyền thống thì một người nhân viên chỉ từ 3 đến 5 mét vuông thôi. Nếu như mọi người thấy á, văn phòng này một người nhân viên tôi nghĩ là chắc không phải tầm 10 đến 12 mét vuông á, thì như vậy là một cái tiêu chuẩn rất là cao, nó rất là thoải mái, sẽ cảm thấy làm việc nó rất là dễ chịu. Về yếu tố về môi trường á, có một cái đề bài á, là văn phòng Roder này thì khách hàng yêu cầu ứng dụng những cái vật liệu mới, những vật liệu thân thiện với môi trường. Thì chính vì vậy khi mà Tuấn lên concept á, Tuấn đưa những cái vật liệu một cách khéo léo vào trong không gian để nhìn nó vẫn mang cái tố thẩm mỹ nhưng mà nó vẫn bảo vệ được môi trường, nó vẫn tạo ra được một cái không gian làm việc thật sự là thân thiện, tạo cái tính kết nối và gần gũi. Thì đó là về môi trường. Như mình đang nói về cái yếu tố về phần sức khỏe, mọi người thấy là tất cả những cái bàn ghế và ánh sáng. Bàn ghế thì mình đáp ứng được cái công thái học, tức là mình ngồi một cái ghế nó phải thoải mái, mình ngồi làm việc nó phải đúng tiêu chuẩn. Nơi làm việc của mình á, nó thật sự là nó đầy đủ những cái tiện ích cho cái khu vực làm việc, chứ không phải là mình vào một nơi mà mình làm việc mình cảm thấy gò bó. Cũng giống như ánh sáng cũng vậy. Trong cái không gian văn phòng này thì Tuấn đang truyền tải vào rất là nhiều những kịch bản chiếu sáng khác nhau. Chiếu sáng cho khu làm việc, chiếu sáng cho những cái nơi trưng bày, chiếu sáng cho khu vực hành lang, phòng họp hay là những cái sự kiện gì đó. Thì khi cần thì khách hàng hoàn toàn có thể là thay đổi kịch bản. Và một yếu tố rất là quan trọng với cái vấn đề về môi trường là ánh sáng tự nhiên. Ánh sáng tự nhiên thì cũng có một cái đẹp trong văn phòng này là hai mặt là cửa sổ rất là lớn, cho nên cái nguồn ánh sáng khi mà chiếu vào trong không gian thì hầu như là nó mở hết. Và Tuấn đang sử dụng cái yếu tố là kính, kính trong. Tại vì nếu mà chúng ta thiết kế một cái vách thạch cao hay là một cái vách gỗ thì nó sẽ bị cản ánh sáng. Cho nên tất cả cái không gian ở trong văn phòng này, trừ những cái phòng server hay là những phòng kho, thì chúng ta sẽ phải dựng vách, nhưng mà nó nằm một cái góc cuối ở cái văn phòng rồi. Còn đa phần là những không gian mà liên thông với nhau, Tuấn dùng vách kính hết. Toàn bộ ánh sáng nó ngập tràn vào trong văn phòng, nó rất là tốt cho sức khỏe và môi trường. Đúng, thì ngay từ đầu khi mà đưa ra ý tưởng về mặt bằng và concept thì Tuấn đang truyền tải những cái đường nét nó rất là uyển chuyển, rất là mềm mại. Nó xuyên suốt từ tường trần sàn cho đến cái những cái kệ trưng bày và những cái máy móc, những cái máy in hay là những cái máy thêu máy dệt là một tác phẩm nghệ thuật trong không gian đó, chứ không đơn thuần là một cái sản phẩm mà mang tính chất thương mại. Tức là khi mà cái người khách hàng, khi một đối tác họ đến đây thì họ cảm thấy cái người chủ doanh nghiệp này họ đề cao được cái tính giá trị của doanh nghiệp, giá trị của sản phẩm, mình cảm thấy mình trân trọng cái sản phẩm đó. Khi mà concept Tuấn đưa ra là những cái máy in, những cái máy thêu được trưng bày giống như là đi vào một khu triển lãm, một cái trung tâm trải nghiệm chứ không phải là một showroom. Ngay từ đầu mình tư duy nó không phải là một showroom, cho nên cách mà mình khéo léo, mình truyền đạt, mình đưa vào trong cái không gian nó rất là hay. Khi Tuấn nhận một cái yêu cầu là trong không gian này là chúng ta sẽ phải tiếp khách khá là nhiều, khách sẽ theo nhóm, nhưng có thể ít người và có thể nhiều người. Và thêm một cái yêu cầu nữa là sẽ có phòng họp cho nhân viên, phòng để phỏng vấn và phòng để training. Tuấn đang chia ra hai khu vực, một khu vực sẽ dành cho những cái cụm, những cái đối tượng về nhân viên khi mà cần á thì sẽ họp ở một cái khu vực phòng họp đó. Và phòng họp ở đây á thì mình sẽ không chia nhỏ nhiều cái phòng họp mà theo kiểu mình dùng vách ngăn di động á. Tức là khi cần nó có thể là hai phòng, phòng lớn, phòng nhỏ. Và khi linh động thành một cái khu vực để mà training á, thì vẫn có thể sử dụng bàn ghế linh động để chúng ta có thể tạo thành một không gian training. Và một cái điều đặc biệt á, là cái không gian mà để mà tiếp khách á, nó không giống như một cái phòng họp mà nó giống như một cái phòng khánh tiết hay là một cái phòng để mà mình vào đó mình cảm thấy mình trao đổi với nhau nó khá là thoải mái. Chứ không phải là vào để mà họp, để mà phải ký những cái hợp đồng nó lớn, nó có giá trị gì hết. Đến đây chỉ là để chúng ta trao đổi, chúng ta tạo một cái niềm tin với nhau, chúng ta cảm thấy chúng ta an tâm khi chúng ta chọn cái dịch vụ, cái sản phẩm của doanh nghiệp đó. Thì cách mà Tuấn truyền tải vào cái phòng họp đó là như vậy. Và phòng họp cho nhân viên hay là cho khách hàng nó đều mang yếu tố linh động hết. Nó có thể là mở rộng hay là có thể là chia ra thành những cái phòng họp khác nhau theo những cái nhu cầu. Và mỗi tầng sẽ có một vài cái phòng họp, cái kiểu như vậy. Thêm một yếu tố nữa, cái không gian chung. Không gian chung không nhất thiết là đi họp, là phải vào phòng họp để họp, mà chính cái không gian chung đó, khi khách hàng đến, có thể là
vào một cái quầy bar, lấy một cái cốc cà phê hay là một cái ly trà gì đó, rồi đến một cái khu vực ở trong cái không gian relax sinh hoạt chung để mà chúng ta trao đổi nhanh một vấn đề gì đó. Tất cả mọi nơi trong văn phòng chúng ta đều có thể thảo luận, đều có thể họp, đều có thể làm việc teamwork được. Nó không có chia ra là nhân viên hay là khách hàng. Mọi người ý thức được cái việc đó khi mà chúng ta làm việc cũng như là khi chúng ta tiếp khách. Có một yếu tố nữa, người chủ doanh nghiệp này yêu cầu là phải có những cái phone booth, cái nơi mà một cái người nhân viên họ có một cái việc riêng tư gì đó có thể gọi điện thoại mà không ảnh hưởng tất cả các cái người nhân viên bên cạnh, thì sẽ có thể vào một cái phone booth đó để chúng ta nói chuyện. Trong văn phòng đâu khoảng tầm 3-4 cái phone booth đó. Chính vì yếu tố đó thì chúng cảm thấy rằng chủ đầu tư rất là hiểu về người nhân viên của mình, hiểu về người khách hàng, hiểu là chúng ta cần phải làm cái văn phòng này nó như thế nào. Chúng ta làm việc 1/3 ngày, 1/3 thời gian trong một ngày. Chúng ta ở đây thật sự là chúng ta cảm thấy thoải mái, chúng ta tạo ra giá trị cho công ty đó. Cũng giống như là khi đối tác hay khách hàng đến với cái doanh nghiệp thì cảm thấy trân trọng, cảm thấy đặt niềm tin vào chính cái doanh nghiệp của cái người chủ này. Thì đó là một cái điều mà Decod cảm thấy rất là vinh hạnh được là một đơn vị design and build cho cái công trình. Niềm vui ở đây là khi mà Decod đưa ra một cái concept, nhưng mà bên cạnh đó cũng sẽ có những cái thử thách. Thử thách nó nằm ở cái khâu thi công. Khách hàng đang muốn cải tạo văn phòng nhưng mà đang muốn là thi công nhanh, và trong quá trình thi công thì vẫn phải làm việc bình thường, và cái tiến độ thi công thì nó rất là gấp, chỉ có vỏn vẹn là 2 tháng thôi cho khối lượng sàn là 700m² và sẽ bàn giao cuốn chiếu. Đội ngũ anh em công nhân là làm việc ngày đêm, làm 2 ca luôn, làm liên tục, phải đảm bảo rằng là nó không ảnh hưởng trong quá trình làm việc về tiếng ồn, về môi trường, những cái khu vực của những cái văn phòng khác, cũng rất là nỗ lực để mà bàn giao. Đến thời điểm hiện tại thì khách hàng rất là hài lòng với những cái gì mà Decod cam kết từ lúc thiết kế cho đến lúc thi công, cũng rất là vui là công trình hoàn thành tốt đẹp. Không phải là thi công nhanh mà thi công đáp ứng được cái yêu cầu và cái nguyện vọng của khách hàng. Đó là một cái điều mà Decod cảm thấy rất là tự hào và hãnh diện cho một cái chặng đường hơn 10 năm tới thời điểm hiện tại. Decod thiết kế được, Decod làm được và cam kết được với khách hàng, và luôn mong muốn tạo ra được những cái thiết kế, những cái công trình nó phải mang cái tính dấu ấn và có ý nghĩa với xã hội, với môi trường và đặc biệt là với cái người doanh nghiệp khi mà chọn cái dịch vụ tại Decod.